Tối qua ngày 12 tháng 7, tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ đã khai mạc lễ hội Sen Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu Sen Hà Nội, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của vùng đất Thăng Long Hà Nội nói chung, của quận Tây Hồ nói riêng. Đến với sen như một duyên lành, dành tình yêu và niềm đam mê với sen bởi sự thuần khiết, trong sáng. Lễ hội sen lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Hồ Hà Nội là cơ hội quý để họa sĩ Kim Đức có thể giới thiệu vẻ đẹp của hoa sen đến với mọi người. Từ nhiều ngày nay, nữ họa sĩ cùng các cộng sự dành nhiều tâm huyết chuẩn bị hơn 3.500 bông sen bách diệp hồng và trắng để tạo nên không gian đặc biệt. Với điểm nhấn là bức tranh liên hoa tịnh cảnh được trưng bày trong không gian ngập tràn hương sen thơm ngát, giúp mỗi người như lạc vào đầm sen yên bình, thư thái. Bông hoa sen nên nó có rất là có ý nghĩa, trải qua tất cả các nền văn hóa từ Ai Cập cổ đại đến nền văn hóa Maya, và sau khi Đức Phật ra đời thì cũng gắn bước chân của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta là những người con Phật thì tôi nghĩ rằng cái cảm xúc mà dành cho hoa sen thì nó rất là thiêng liêng, trong sáng và đẹp đẽ. Tham gia trưng bày cái bức tranh liên hoa tịnh cảnh ở đây, và bức tranh liên hoa tịnh cảnh thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái niềm lạc quan và một cái làn gió trong lành đến với mọi người khi mà tham gia cái lễ hội sen Hà Nội lần đầu tiên. Lễ hội sen Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội, của vùng đất Tây Hồ, của sen, loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt. Thông qua lễ hội, ban tổ chức mong muốn giới thiệu những giá trị độc đáo của nghề ướp trà sen, cũng như nét đặc trưng riêng có của văn hóa sen trong đời sống người Việt tới tất cả mọi người. Thực sự là tôi cảm thấy rất là vui, và hôm nay thì tôi thấy là lễ hội sen rất là quy mô, tổ chức rất là hoành tráng. Vì tôi nghĩ rằng là với hoa sen thì thực sự là quốc hoa rồi. Và hoa sen thì mang tính rất quan trọng trong cái ẩm thực cũng như trong đời sống của người dân Việt Nam. Hoa sen thì trong đạo Phật cũng được đưa ra làm biểu tượng. Thế và trong cuộc sống thường ngày thì tôi thấy là tất cả các sản phẩm từ sen thì đều mang lại lợi ích rất là tốt. Diễn ra trong thời gian từ 12 đến 16 tháng 7, lễ hội có nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, chuyện của sen, trao giải cuộc thi ảnh Người đẹp áo dài và sen, hội thảo bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam, đêm nhạc Trịnh Công Sơn và những người bạn. Tất cả nhằm mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm ấn tượng, độc đáo.